Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Khánh Vy. Rất vui khi được gặp mọi người trong video lần này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một sản phẩm mới của nhà Olevo vừa mới ra mắt. Trước khi vào video, cũng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những sản phẩm bên mình bằng cách qua fanpage Bếp Nhà Khánh Vy, Zalo đặt hàng để mình có thể hỗ trợ cho mọi người một cách tốt nhất. Bên mình miễn phí ship toàn quốc. Thì đây chính là sản phẩm mình muốn giới thiệu đến mọi người, đó chính là nồi chiên hơi nước SF16. Thì bên trong có gì mọi người cùng theo dõi với mình nha. Đây là cái phần bên ngoài của chiếc máy. Thì đây là cái hình ảnh của máy, tên nhãn hàng. Mở ra xem bên trong có gì mọi người cùng theo dõi với mình nha. Máy được bọc hai lớp nha mọi người. Đây là cái vỏ bên ngoài và còn một lớp bên trong nữa. Sau khi mà mình mở cái lớp vỏ bên ngoài ra thì đây là cái vỏ thứ hai của máy. Mặt trước này á là hình ảnh của chiếc máy, nhìn rất là sang trọng đúng không mọi người? Và được đóng gói kỹ càng, chắc chắn. Bây giờ mình mở bên trong nha mọi người. Quan sát nha. Máy này có trọng lượng là 8,8 kg nha mọi người. Nên là hơi nặng một xíu. Đây là cái bên trong mọi người mình quan sát nha. Đi kèm với máy thì có cái găng tay cách nhiệt. Đây là phiếu bảo hành điện tử nha mọi người. Sách hướng dẫn sử dụng máy. Bên trong ghi cụ thể và chi tiết những cái hình ảnh rõ nét luôn. Mình tham khảo bên trong. Đây là cái sách hướng dẫn nấu ăn. Hướng dẫn mình cụ thể là cái cách chế biến. Có những cái món nè, in hình rõ nét và chi tiết mình tham khảo bên trong nha. Đi kèm với máy là cái khay lỗ, khay đập. Đây là cái dụng cụ để mình lấy thức ăn ra mọi người. Máy được đóng gói và có cái phần mốt này nữa nè. Bảo vệ máy. Mình nghiêng lại cho mọi người xem cái chiếc máy nha. Bên trong của chiếc máy á, khi mà mọi người mình đặt hàng á, thì mình nhận nó sẽ như vậy. Và bây giờ mình lấy cái phần máy ra. Mình đã lấy cái nhân vật chính ra rồi đây mọi người. Thì nặng nha, 8,8 kg mà. Với cái nồi này á, mình thấy đóng gói kỹ, chắc chắn. Với những cái nồi tốt á thì thường đóng gói rất là kỹ càng chứ không phải là lỏng lẻo. Bây giờ mình sẽ mở cái bọc này ra để mọi người mình quan sát.
Nhìn bên ngoài á thì mình thấy có thiết kế sang trọng và hiện đại, phù hợp với tất cả các không gian bếp hiện nay. Đây là cái mặt trước của máy, được làm bằng kính cường lực, chịu lực và chịu nhiệt rất là tốt. Cái kính được trong suốt, mình có thể là quan sát được cái thức ăn bên trong á mọi người. Khi mà mình tắt đèn, mình cũng quan sát được bên trong luôn nha. Cái bảng hiển thị chức năng thì được thể hiện bằng tiếng Việt, mình dễ thao tác, dễ sử dụng và bằng tiếng Việt dễ hiểu. Cái núm xoay này nè mọi người, điều khiển á, được làm bằng cơ nha. Với cái bảng điều khiển này thì có 17 chức năng hấp và 16 chức năng chiên không dầu và 10 chức năng chiên hấp kết hợp. Thì mọi người mình tha hồ mà nấu những cái món mình yêu thích nha. Bây giờ mình sẽ mở bên trong để mọi người mình quan sát. À, còn một điều nữa là cái khay chứa nước này nè mọi người. Nó cách khay chứa nước thải này nè. Nó cách biệt với lại cái khay chứa nước nha. Nên mà khi mình sử dụng á là an toàn, đảm bảo vệ sinh. Máy. Bây giờ mình sẽ mở bên trong. À mình xoay lại bên ngoài cho mọi người theo dõi luôn ha. Đây, phía sau chứ. Phía sau thì cái phần dây nguồn điện này được gắn vào máy luôn. Đây là cái quạt tản nhiệt nha mọi người. Đây là cái phiếu bảo hành điện tử. Đây là những cái thông số của máy. Đây là cái băng keo nè, mình sẽ gỡ ra để mọi người mình quan sát bên trong luôn. Đây là cái nắp máy. Kính cường lực thì khi mà mình mở ra cũng đỡ bị va chạm á mọi người. Bên trong cái lòng của lòng nồi chiên hơi nước SF16 này á là 16 lít, mình có thể là hấp hoặc nướng gà nguyên con lên đến là 2 kg. Thì mình thấy là tiện lợi chứ không phải là mình chặt ra từng miếng nhỏ 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 nhỏ. Đây là cái lòng quay nha mọi người. Và cái phụ kiện kèm theo nữa là cái khay lưới á, thì cái phụ kiện của những phụ kiện của máy á, đều được làm bằng inox và cái lồng của máy SF16 này cũng được làm bằng inox 304. Inox thì mọi người cũng biết rồi, an toàn cho sức khỏe khi mà mình sử dụng một thời gian không lo bị rỉ sét hoặc là bị bong tróc. Mình sử dụng được lâu và bền hơn. Những cái phụ kiện đi kèm á thì chắc chắn và dày dặn lắm nha. Vệ sinh cũng dễ dàng nữa. Đây là cái khay chứa nước này mọi người. Khay chứa nước. Cái này để mình cho nước vào. Hoặc là mình cho vào cái lỗ này. Đây là cái nắp mở nè, mình cho vào lỗ này. Máy này á, mình đóng lại thì khi mà mình mở ra nó có từng bật, mình muốn mở ra lúc khớp nào cũng được, xong mình đậy lại. Máy có cái dăn cao su nha mọi người, giúp cho cái nắp mình đóng á, được kín hơn, mình nấu nó sẽ kín hơn. Hôm nay mình đã review về nồi chiên hơi nước SF16. Mình thấy chiếc nồi chiên hơi nước này có rất là nhiều chức năng tiện lợi cho mọi gia đình hiện nay. Một cái nồi chiên thì mình có thể là thay thế được cái
lò vi sóng nè, lò hấp nè, nồi hấp á mọi người, nhiều cái chức năng khác nhau nữa, mình thấy là tiện lợi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này. Nếu mọi người thấy những thông tin của mình hữu ích thì cho mình xin một subscribe, đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều video tiếp theo về thiết bị gia dụng mới nhất bên mình. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!